À, đầu tiên thì cô có thể giới thiệu giúp cháu về tên tuổi được không ạ? Cô là Nguyễn Thị Thu Hương, 35 tuổi. Dạ vâng ạ. Hiện tại cô đang sinh sống ở phường nào ạ? Cô sinh sống ở em 13 Trần Duy Xuân Bắc. À, dạ vâng ạ. À, cháu được biết là mỡ máu là bệnh rất khó phát hiện vì nó không có triệu chứng rõ ràng. À, vậy cô Hương phát hiện ra mình bị mỡ máu và gan nhiễm mỡ như thế nào ạ? Cô phát hiện ra bệnh của mình là do mình đi khám bệnh định kỳ À, và xét dạ nghiệm vâng. Cô khám bệnh ở bệnh viện nào ạ? ở y học cổ truyền công an. Dạ vâng ạ. À, thời điểm mà đi khám và phát hiện ra mỡ máu và gan nhiễm mỡ thì cô có biểu hiện gì bất thường với sức khỏe không ạ? Biểu hiện thất thường thì lúc giờ cô cũng sẽ không 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 có chứ không biểu hiện gì cả, Dạ vì nó vâng. âm thầm thôi mà nên À. cô không biết. Cô thì nghĩ cũng rất đơn giản, cũng chưa biết, không lo lắng gì cả, cũng Dạ. chưa dùng phương pháp gì hết, cũng chưa Dạ. uống thuốc gì hết. Dạ vâng ạ. Cô biết đến trung tâm y học cổ truyền qua sự tuyên truyền, cơ sở đến tuyên truyền ở tại phường Xuân Bắc, và đến đó thì được sự bác sĩ Nhuần coi như là khám. Sau khi điều trị hết liệu trình 2 tháng, cô có đi xét nghiệm lại ở trung tâm của y tế y học cổ truyền, và gan nhiễm mỡ thì đã khỏi hoàn toàn, nhưng mà máu thì các chỉ số thì cũng còn, mà chỉ số vẫn còn cao, còn các chỉ số cũng còn lại bình thường. Cô đây nhìn kết quả xét nghiệm của cô từ hôm 11 tháng 4, các chỉ số thì đã giảm, Vâng. gan nhiễm mỡ đã khỏi hoàn toàn. Dạ vâng ạ. Sau khi điều trị 2 tháng, cô có đi xét nghiệm lại và đến trung tâm gặp bác sĩ Nhuần. Bác sĩ Nhuần có chỉ số này là chắc là 3.0, À. vì cũng có cái xét nghiệm ở đấy đấy, nó vẫn còn lưu mà, thì bây giờ xuống 1.6, và cái Dạ. chỉ số này bác sĩ vừa nói là tăng lên 2.6 là tốt. Vâng. Thế và gan nhiễm mỡ của cô đã khỏi hoàn toàn. À, khi mà các chỉ số ổn định rồi thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn cô nhỉ? Mình Dạ cảm vâng. đúng là khi được bác sĩ tư vấn và bác sĩ nói chuyện như thế mình cảm thấy an tâm hơn. Dạ vâng. Chứ trước kia mình không, mình cũng cứ lo lắng đấy. Dạ vâng. À, cô có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết là hiện cô đang duy trì chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt như thế nào được không? Ăn uống thì bác sĩ có căn dặn mình là mỡ động vật là hạn chế, và ăn trứng ấy thì không nên ăn đường đỏ, Vâng. đậu xanh, và Dạ. ăn kiểu như là nói chung là cũng bổ sung nhưng mà cũng không lên kiểu lạm dụng. Dạ vâng. Dạ. Sinh hoạt thì nên uống, sáng thì phải dậy sớm tập thể dục đấy, còn ăn uống thì nói chung là mình cũng phải giữ theo lời căn dặn của bác sĩ. Sau kết quả 2 tháng thì cô cũng rất hài lòng, Dạ và vâng. mình cũng đã kiện giảm được cái những cái căn bệnh mà mình trước mình nghĩ không nghĩ tới đấy. Vâng. Thì mình cũng xin cảm ơn trung tâm là coi như kiểu như là giúp đỡ và hỗ trợ với những bài thuốc này đến mọi người, Dạ riêng vâng. mình và Dạ. đến mọi người. Dạ vâng ạ. Mình đến trung tâm thì mình rất là thấy là bác sĩ đây và các nhân viên rất là thân thiện Dạ. và gần gũi với mọi người như là trong gia đình. Dạ Đó, vâng tiếp ạ. từ nói là từ từ bảo vệ cũng thế, Dạ. mình nói từ người bảo vệ nhỏ Dạ. nhất thôi, xong đến bác sĩ là người và các anh là thân thiện như người gia đình, Dạ nghĩa là vâng. đến rất thoải mái, Dạ nghĩa là vâng. không có cái gì là mình làm mình vướng mắc nhiều, bận tâm mình phải suy nghĩ cách đón tiếp cả. Dạ vâng ạ. À, thay mặt trung tâm giúp dân tộc thì cháu cũng rất là cảm ơn cô về những cái chia sẻ ngày hôm nay. Cháu xin được kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe ạ. Tôi xin cảm ơn, Dạ chúc vâng cho ạ. các bác sĩ và nhân viên luôn luôn mạnh khỏe và có những bài thuốc như là giúp cho cộng đồng Dạ và vâng. giải thích ở những việc trong xã hội mà nay đang phát triển mạnh này. Dạ vâng, em cảm ơn cô.